là cái bản cái đâu đây nè các bạn, đây là ốc bu rồi hấp xả xào tiêu gà càng ghẹ gan me đủ, quá hấp dẫn, phong cảnh rất là đẹp. Nói chung là quán này trang trí rất là đẹp nha các bạn. Đảo bóng tay nè các bạn, rất là ngon nha. Châu xin mến chào tất cả mọi người đã đến với kênh Món Ngon Lề Đường nha. Thì hôm nay Châu tiếp tục đi tiếp theo cái món cái quán Lề Đường mới nha các bạn. Thì ở đây là hiện tại là ở Đồng Phú, thì mình đã tìm gặp được cái quán của anh Ốc Chinh nha, quán Ốc Chinh nha các bạn. Thì ở đây là bán nhiều cái loại mà hải sản như ốc, hến, nghêu, sò, đồ ABC các kiểu đủ thứ hết trơn á. Mình sẽ vào đây mình ăn, mình review cho các bạn xem món ốc ở đây, những món ốc và những món hải sản. Ở đây có bán đủ, có đồ nướng luôn nha các bạn, rồi lẩu cũng có luôn. Ở đây là bán nhiều đồ ăn lắm. Thì mình sẽ vào bên trong, mình review cho các bạn xem. Thì ẩm thực đường phố mà các bạn, luôn luôn lúc nào cũng là rất là đa dạng và phong phú nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một cái quán của anh Vinh. Ok, thì bây giờ Châu xin mời tất cả các bạn cùng đi theo Châu vào thôi. Mà đừng quên nhấn nút đăng ký phía dưới để ủng hộ cho Châu nha. Để cập nhật những video mới tiếp theo của Châu trong những món ăn mới và những quán Lề Đường mới nha các bạn. Và bây giờ không làm mất thời gian của các bạn nữa, thì chúng ta cùng đi vào bên trong thôi. Okay, đi nhé. Thì mình đang đứng bên phía bên đường nha các bạn. Thì đây là tổng quan của phía trước của quán Ốc Vinh nha các bạn. Thì bên đây mình đi vào mình sẽ kêu món nha. Đây, mình sẽ đi vào bên trong mình kêu món. Đây. Rồi em chào anh Vinh ha. Ở đây mình bán ốc là bao nhiêu món vậy anh? Món. Dạ. Ốc là có ốc bu, nghêu càng kẹ, ốc len, ốc tai, cầu quýt, dọn. Đây là cái bản cái đâu đây nè các bạn. Đây là ốc bu rồi hấp xả xào tiêu. Gà càng ghẹ gan me đủ thứ nha các bạn. Thì anh có nghêu, cái con đó là con nghêu hả anh? Anh Trinh, con nghêu. Đây là ốc bu anh, đây là ốc bu rồi nè các bạn. Đó, nghêu. Con này là ốc sò nghêu luôn hả anh? Dọc trong phía trong đó là dọc. Bây giờ anh làm cho em một món nhiều hấp gừng. Okay. Rồi sau đây mình sẽ xem anh chế biến cái món nhiều hấp gừng nha các bạn. Thì quán này bán cũng rất là bình dân nha các bạn. Một dĩa nhiêu vậy là anh bán bao nhiêu vậy anh Trinh? 60k các bạn. Đây là phía trong quán nè các bạn. Thì chút xíu mình sẽ đi vào bàn, mình ngồi và mình review cho các bạn xem. Ở đây mình bán đồ nướng là cái gì hả anh Trinh? Bán vú heo, sườn heo, bông nướng, giọt nướng, sò nướng. Chinh gà nướng, cánh gà nướng. Đây là mình bỏ gừng vô rồi bỏ nước hả anh? Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì em từ đây ngãi em xuống đây em không có biết quán nào hết, thì em nhờ cái vị trí Google để tìm quán á. Thì em tìm gặp cái quán ốc của anh, vào chủ yếu là review tất cả mọi người cùng biết đến quán anh, để xuống để ủng hộ cho anh luôn. Ốc Chinh vậy các bạn, cũng rất là lớn. Thì ở đây là mình làm tiệc được luôn nha các bạn. Đây cũng khách rất là nhiều, phong cảnh rất là đẹp. Nói chung là quán này trang trí rất là đẹp nha các bạn. Thì cũng rất là kín đáo. Nói chung là mình vào đây mình nhậu rất là thoải mái nha các bạn. Đây là món càng ghẹ này làm gì anh Trinh? Càng ghẹ gan muối á. Gan muối à? Gan muối á. Ngon.
quá trời ngon luôn các bạn. Đây là cái món nghêu hấp gừng các bạn. Wow, quá ngon. Anh một phần vú heo mình nướng á là khoảng bao nhiêu anh Trinh? Một phần vú heo 120. Một phần vú heo nướng là 120. Khoảng là hai người ăn hay là 4 người ăn? Khoảng 4 người ăn 120 nha các bạn. Ở đây mình không có trưng bày hả anh Trinh? Mình là cái đó là bếp ở trong. Bếp trong. À. Còn bếp cái này là mình chỉ trưng bày nghêu sò thôi. Nghêu sò thôi. Bạn như sò nha các bạn. Đây thì cái nghêu của mình đã chín rồi các bạn. Quá hấp dẫn. Thì tiếp tục vẫn có khách kêu nè các bạn. Vẫn có khách kêu giờ. Quán mình trong trang trí đẹp quá ha. Nói chung là đẹp. Ở trong đó mình biết trong đó là vú heo, sự heo, gì heo, lẩu rồi đó. Dạ. Còn ngoài này là ốc. Xem anh chế biến cái món này là món gì? Trái mỡ tỏi. Sò huyết trái mỡ tỏi nha các bạn. Mình xuống đây thì mình thưởng thức những cái món hải sản trước đi các bạn. Còn món nướng thì mình đã hẹn cái video kỳ sau. Và muối đó là ra cho khách hả anh? Đây là mỡ tỏi. Rồi đây mình có bán đem về luôn ha anh Trinh. Về mà cái này mình rang khô lại là nó chín ha anh Trinh. Đúng rồi. Wow, cái món gan ghẹ gan muối ra dĩa luôn nè. Rồi anh Vinh ra phần cho em luôn đi. Ở đây mình sẽ kêu thêm một phần ống móng tay nha các bạn. Đây là ống móng tay này các bạn. Quá ngon. Đây là phần nghêu của mình nha các bạn. Phần nghêu của mình. Đây là món sò huyết quan me của quán luôn nè các bạn. Cái ốc móng tay này chắc mau chín hả anh Trinh? Bữa nay đi gặp cái quán này rất là ngon các bạn, hải sản làm rất là ngon luôn. Mình nãy giờ mình đang chờ đợi chứ mình thấy mình thèm lắm rồi đó. Ở đây mà cái món mà mình cao giá nhất là bao nhiêu anh Trinh? Cao nhất càng rẻ đó. Càng rẻ hả? Là giá là bao nhiêu? Càng rẻ mình một phần á. 100k là giá là cao nha các bạn. Yêu ở đây một phần là vài chục k thôi nha các bạn. Mình sẵn mình chờ cái của mình thì mình review những cái món mà của khách kêu đó các bạn cho các bạn xem luôn. Thì ở đây anh làm rất là ngon. Mình nhìn nãy giờ là mình thấy rất là hấp dẫn nha các bạn.
Đây cái món của mình là chín rồi các bạn. Đó, thì rau vẫn còn xanh luôn nha. Ok. Gà dĩa nè các bạn. Mình gà dĩa nữa nha. Quá hấp dẫn. Rồi sau đây Châu xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức nha. Thì đang dọn ra các bạn của mình nè các bạn. Đang dọn ra bạn của mình nha. Đây ok. À một người trái của mình thôi anh em thôi. Châu xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình xuống cái quán của anh Trinh, quán ốc anh Trinh ở Long Phú để mình review cho các bạn xem. Thì địa điểm này rất là bán rất đồ rất là ngon nha các bạn. Đây là ốc, đây là nghêu hấp gừng nha các bạn. Còn đây là ốc móng tay xào lòng bún nha. Thì sau đây Châu xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món ốc móng tay xào lòng bún nha các bạn. Thì giá dĩa này chỉ có 60k thôi mà. Còn cái dĩa này thì mình quay thổi luôn. Cái dĩa ốc này là bao nhiêu k vậy chết? 60k luôn các bạn nha. Dĩa ốc này là 60k luôn. Thì đây là cái móng gừng nè. Lúc đầu không biết mình có giới thiệu ở đây là địa điểm ở Long Phú không các bạn, thì mình xin nhắc lại ở đây là ở địa điểm ở Long Phú nha. Thì đường đi vào trong chợ. Thì sau đây mình sẽ mời tất cả các bạn cùng dùng món móng tay với mình nha. Đã móng tay nè các bạn, rất là ngon nha. Ngon lắm các bạn. Thử miếng gạo luôn nha. Quán này rất là đông khách luôn các bạn. Thì phía sau cũng có khách, bên hông mình cũng có khách luôn nha các bạn. Cái này nó xanh đó chứ. Không có tay để bự luôn à. To lắm. Chấm ăn xanh nữa kìa. Anh Trinh đến xào ốc này rất là ngon. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ dùng tới món nghêu hấp gừng nha các bạn. Đây là món nghêu hấp gừng nè. Là con nghêu nha các bạn. Quá ngon, chấm với xanh quá ngon nha các bạn. Bây giờ quán ăn này á thì mình có thể cùng gia đình lại đây ăn được các bạn, rất là ngon. Nói chung là cũng vừa với túi tiền mình luôn mà rất là rẻ các bạn. 60k nhưng mà rất là nhiều nha. Mình Châu thì chỉ review cho các bạn xem thôi chứ mà ăn không hết đâu các bạn. Đây sẵn con ốc móng tay nó rớt ra ngoài rồi mình làm nó luôn nha. Còn mấy câu mình lấy tay mình lột. Ăn móng tay xong mình mới ăn rau. Thì ở đây cũng có làm tiệc nhậu luôn các bạn. Thì ai có muốn xả chết thì tới quán này. Hay là muốn gia đình mình ra bốn người về lại quán này ăn được nha các bạn. Còn các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để cập nhật những video mới và những món ngon mới, những quán đề đường mới của Châu nha. Châu xin cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và theo dõi cho kênh Châu trong thời gian qua. Thank you.
ok. Thì mình xin mời tất cả các bạn dùng với mình một lần nữa. Rất là giòn, rất là dai, rất là ngon luôn nha các bạn. Ok, thì mình xin được phép kết video tại đây nha các bạn. Thì mình đã review cho các bạn xong cái món nghêu và cái món ốc bông tai sợi muối nha các bạn. Hai món này nói chung là ăn cũng ngon mà mình uống bia cũng rất là ngon nha các bạn. Thì mình cũng bị chuẩn bị sẵn nhưng mình không có làm trong video. Thì ở đây mình xin chúc tất cả bạn một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều hạnh phúc với gia đình. Và ai có dịp đi xuống Long Phú thì ghé quán ốc của anh Trinh để dùng thử cái món ốc bông tai và món nghêu gấp gừng nha các bạn. Ok, chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.